Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 7 mở rộng nhằm đánh giá tình hình công tác quý 1 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị tập trung phân tích, đánh giá tình hình công tác quý 1 và bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022, đánh giá một năm thực hiện chỉ thị số 04 ngày 8 tháng 1 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực thực hiện chủ đề công tác năm 2022, năm thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 59,7% so với cùng kỳ của năm 2021, tương đương với khoảng độ 1.228 doanh nghiệp. Tiến độ các công trình, dự án, động lực, trọng điểm, cơ bản đảm bảo về tiến độ, đã khởi công và khánh thành đưa vào sử dụng nhiều dự án quan trọng. Hoạt động dịch vụ du lịch dần được phục hồi trở lại và đặc biệt trong dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 vừa qua thì thành phố đã đón gần khoảng 78.000 lượt khách nghỉ trong 3 ngày từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 4. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản các chủ trương của Trung ương, đảm bảo về chất lượng và tiến độ. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề cho các đồng chí bí thư, chi bộ khu dân cư trên địa bàn thành phố, được các cơ quan Trung ương và cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố đánh giá cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Những kết quả nêu trên là tiền đề rất quan trọng để thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022. Trong thời gian làm việc một ngày, hội nghị sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng như sửa đổi bổ sung một số điều quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, bổ sung sửa đổi chương trình hành động số 0108 của Thành ủy và thông qua hai đề án. Đề án một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo, và đề án một số cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý và thu hút, trọng dụng người có tài năng công tác trong khu vực công của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.